Xin chào quý khán giả đang theo dõi chương trình. Tôi là thạc sĩ bác sĩ Đinh Ngọc Hoa, chuyên khoa nhi ở bệnh viện Sanh Pôn. Thông thường thì các bà mẹ hay thích những cái thảo dược từ thiên nhiên. Khi bé bị tràm viêm da như vậy, các bà mẹ hay tắm cho bé bằng cái gì nhỉ? Lá trà xanh này, rồi lá mướp đắng này, rồi chanh này, rồi lá xài đất vân vân. Thế rồi các bà mẹ cũng hay bôi cho các em bé bằng những cái thuốc mà nó có thành phần corticoid. Thì corticoid nó có cái đặc điểm là nó giảm viêm rất là nhanh. Khi mà vào những cái thời tiết mà em bé nó như hôm bé nó bị tràm ấy, thì cái má nó hay gặp các cái biểu hiện mà gặp các bạn nhìn thấy rõ nhất đấy chính là cái má của em bé nó ửng đỏ lên. Và khi đỏ như vậy các bạn bôi những cái chế phẩm nó có corticoid thì lập tức là chỉ một lúc sau thôi là nó trắng da. Thế khi nó trắng da như vậy thì cái mẹ nghĩ rằng là nó rất là khỏi nhanh, nhưng mà khi chúng ta dừng lại thì nó sẽ lại bị lại là một. Thứ hai nữa là khi mà chúng ta bôi các cái sản phẩm có corticoid nhiều như vậy nó sẽ dễ làm teo da của trẻ, dẫn đến là khô da và quá trình tràm sữa nó sẽ dễ bị nặng hơn. Cảm ơn bạn, là câu hỏi rất là hay. Vì berberine, khi nhắc đến berberine thì chúng ta thường hay là nghĩ đến ngay các bệnh lý về cái đường tiêu hóa. Berberine là một thuốc mà nó có tính kháng sinh và có tính chất làm sát khuẩn, giảm viêm, và nó có nguồn gốc từ thiên nhiên, nó được chiết xuất từ những cây vàng đằng, hoàng bá và hoàng liên. Và ngoài cái việc sử dụng trong cái vấn đề tiêu hóa thì cái berberine còn được ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống. Tức là người ta có thể vào chế nó để dùng làm cái thuốc nhỏ mắt, chữa những bệnh đau mắt hột. Nhưng mà đấy còn được ứng dụng trong mắt, rồi trong cả các cái bệnh lý khác như là cái bệnh lý tim mạch, huyết áp, rồi tiểu đường, rồi giảm mỡ máu. Trong những cái bệnh lý về da thì berberine cũng có tác dụng rất là tốt. Do chúng ta biết rằng là cái bản chất của các cái bệnh như là tràm sữa này, rồi là rôm sảy, rồi mụn nhọt, rồi thủy đậu, rồi chân địa vân thì nó cũng đều có một cái danh từ chung người ta gọi nó là nó gây đến tình trạng viêm da. Thế mà cái berberine thì nó lại có tính kháng sinh nên có tác dụng chống viêm và nó kháng khuẩn, ức chế cái sự phát triển của vi khuẩn và ngăn không cho vi khuẩn xâm nhập vào da. Nhờ đó mà khi chúng ta sử dụng một cái sản phẩm mà có chứa berberine thì nó sẽ làm cho giảm viêm nhanh chóng và cái tình trạng viêm da nó cũng hết nhanh. Ngoài ra thì cái berberine nó còn có cái hoạt tính cái tính chất là tính kiềm, trong khi cái da của trẻ thì nó lại có cái tính axit, nên chúng ta sử dụng sản phẩm mà nó có chứa berberine thì nó cũng sẽ có tác dụng làm cho cái trung hòa cái độ pH ở da và nó làm cho da mềm mại và nhanh phục hồi. Đúng như vậy, khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm nó có chứa berberine thì nó sẽ làm cho cái quá trình giảm viêm, giảm ngứa ở những em bé mà bị tràm sữa nó sẽ được nhanh hơn và em bé sẽ mau lành bệnh hơn. Vì chúng ta biết rõ rằng là bản chất của cái berberine đấy nó có tính kháng sinh tự nhiên mà nó lại có nguồn gốc từ thiên nhiên, nó rất là an toàn khi mà chúng ta sử dụng. Tôi có biết trên thị trường này có một cái sản phẩm là bột tắm trẻ em Nhân Hưng mà có cái hiệu quả rất là cao trong cái điều trị kháng viêm, làm sạch da và rất an toàn, hiệu quả khi chúng ta sử dụng để chúng ta dùng tắm cho những em bé mà bị tràm sữa hoặc em bé mà bị viêm da. Bản chất của cái bột tắm trẻ em Nhân Hưng nó là cái berberine và cái tinh chất hoàng liên, nó làm một cái kháng sinh tự nhiên nên nó có tác dụng kháng khuẩn, giảm viêm, làm sạch da và nó trẻ sẽ nhanh. Khi chúng ta sử dụng cái sản phẩm này chúng thì cái tình trạng tràm sữa của em bé nó sẽ giảm nhanh sau 3 đến 5 ngày sử dụng. Ở Việt Nam, bột tắm trẻ em Nhân Hưng là sản phẩm đi đầu trong việc ứng dụng berberine trong điều trị tràm sữa cho trẻ nhỏ.
Và để trị cái tràm sữa cho bé thì các mẹ nên tốt nhất là nên chọn cái sản phẩm bột tắm trẻ em Yên Hưng, vì lý do là thứ nhất là trong cái bột tắm trẻ em Yên Hưng này nó có chứa cái thành phần là berberin, và chúng ta biết là cái berberin này nó có tính kháng khuẩn, cho nên là nó sẽ chống viêm, giảm ngứa và làm sạch da cho em bé, và nó ngăn ngừa không cho những cái vi khuẩn mà nó xâm nhập vào da của em bé. Khi chúng ta sử dụng cái bột tắm trẻ em Yên Hưng này thì sau khoảng 3 tuần sử dụng thì các bạn sẽ thấy hiệu quả rất là rõ rệt. Thứ hai nữa là cái bột tắm trẻ em Yên Hưng nó có nguồn gốc từ thiên nhiên, nó được chiết xuất từ cây vàng đằng, hoàng bá và hoàng liên. Nó đã được chứng minh trên lâm sàng là rất an toàn, hiệu quả và cho cả trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Hơn nữa, bột tắm trẻ em Yên Hưng lại rất dễ sử dụng. Các mẹ chỉ cần hòa với nước ấm và vệ sinh cái vùng da bị tràm cho em bé, và không cần phải vệ sinh lại bằng nước sạch, bởi vì ngoài cái hoạt chất berberin có tác dụng làm chống viêm, giảm ngứa da, thì những thành phần khác như là cái tinh dầu mùi chlorophyll, cái natri bicarbonate, nó sẽ giúp cho làm cho cái da của trẻ nó mềm và nó sạch da, và nó tạo ra một cái hàng rào bảo vệ ngăn không cho các cái vi khuẩn xâm nhập vào làn da của bé. Như vậy, cùng với cái việc sử dụng cái bột tắm trẻ em Yên Hưng để điều trị cái tràm sữa ở trẻ, thì mẹ không những mà giúp cho cái tràm sữa của em bé nó nhanh mất đi, mà nó còn ngăn ngừa cái việc tràm sữa quay trở lại và phòng chống các cái bệnh lý về viêm da khác. Bé nhà mình không bị tràm sữa thì bé sẽ ăn ngon, bé sẽ ngủ yên và bé sẽ phát triển tốt, kể cả về chiều cao và cân nặng. Mẹ cũng sẽ yên tâm đi làm và sẽ đạt nhiều thành tích tốt trong công tác. Ngoài ra, bột tắm Yên Hưng còn chứa thêm tinh dầu mùi chlorophyll hay là các diệp độc tố và natri bicarbonate, thì những hoạt chất này nó có tác dụng làm khử mùi, kháng khuẩn nhẹ và làm dịu da, làm giúp cho cân bằng pH ở trong da và làm sạch da. Thứ hai nữa là cái bột tắm trẻ em Yên Hưng có 100% nguồn gốc từ thảo dược, đã được chứng minh trên lâm sàng là rất an toàn và hiệu quả, kể cả cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.